vui rộn ràng, ta như mây bay phiêu lãng nơi trần gian. Ta mơ như cánh chim đại bàng vươn đôi vai lên để bay giữa mênh mông. Ta không vô tư khi thấy bao chuyện buồn, nâng đôi tay lên sang sẻ bao tình thương. Nơi ta đi qua xua hết bao muộn phiền, quanh ta hôm nay cây lá xanh bình yên. Có đôi lúc mơ màng ta thấy như mình mang đôi cánh bay thật cao, giữa những khơi muôn màu nước mắt vừa buồn ta luôn sát vai cùng nhau. Xua hết bao buồn đau, những mưa nắng trong đời cho trái tim mình thêm khôn lớn hơn bạn ơi. Giữa những thế u sầu đêm với muôn màu tim ta sáng soi đường đi. Xin hãy quên sầu đi, khi ta đi qua bao trái ngang cuộc đời, ta thêm yêu hơn bao phút vui ngày nay. Mai đây quanh ta nước mắt hay nụ cười, xin mang cơn mơ phiêu lãng trong cuộc đời. Tắt máy ngay. Ai cho mày ở đây tụ tập đẹp xe, làm ô nhiễm môi trường hả? Cấp, mày có tụ tập ăn cướp taxi không? Nói mau. Hey. Mày muốn chết hay muốn sống? Thưa sư phụ, em không muốn ủ tờ. Không muốn ở tù, sao thành làm ăn cướp taxi hả? Dạ, em cướp taxi hồi nào? Chú nữa hả? Ở nhà hàng Đèn Mờ, khu Bà Quẹo, đêm nào tụi bay cũng ghé đó ăn chơi trác láng. Tiền đâu tụi bay có hả? Tụi em bị quan rồi sư phụ ơi. Có phải mấy nhỏ tiếp viên nói xấu tụi em không? Phải thì sao? Trời ơi, trong đó có con nhỏ bị điên sư phụ ơi. Tụi em nổ mà nó tưởng thiệt, bây giờ nó tùm lum chết tụi em rồi. Bốn đứa tụi em giận gia đình nên thuê nhà trọ lại đây ở, chứ không có gan làm tội phạm đâu. Tụi em bảo kê nhà hàng Đèn Mờ, nơi có con khùng chung vô diệm làm, tối nào tụi em cũng gặp nó. Không tin, mời sư phụ đến đó. Tụi em đãi sư phụ một chầu bia có gác tay, nhân tiện kêu nó thanh minh luôn. Tụi em chỉ hù nó thôi. Sao tụi bay lại hù nó? Dạ, vì mấy ngày trước có hai tên BD vô nhậu, lúc say họ nói với mấy nhỏ tiếp viên họ là dân cướp taxi. Tụi em biết được hắn cướp taxi của tài xế Nguyễn Văn. Hôm đó Nguyễn Văn có tới quán nhậu của tụi em, hai tên đó rình ở bãi giữ xe, có vẻ khả nghi lắm. Tụi em lén đi theo ngăn cản, nhưng hai tên đó cho tụi em một trận nằm như chết. Em có rút mã tấu ra đâm, nhưng người hắn giống như bằng thép vậy. Vậy là rõ rồi, tao tha cho tụi bay. Nhưng từ giờ phút này tụi bay phải bỏ nghề bảo kê rẻ tiền, về nhà trình diện ba mẹ. Tụi bay thấy sao? Dạ, đội ơn sư phụ đã hướng dẫn đường ngay nẻo chính. Bây giờ tụi em mới biết đi một ngày đàn học một sàng khôn. Đội ơn sư phụ. Dạ, tụi em dạ. Sẽ làm theo. Tư là từ phú tướng, bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình bạn, năm canh mơ màng. Em luôn trong tình vàng, ôi gan dạ quặn đau ý à. Chào công chúa Dĩ Hà. Đồ quỷ sứ, nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà thấy. Sao bộ biết mình ở đây mà ghé? Mình ra chợ Bến Thành mua đồ, trên đường về thấy học dịch lộn tính mua ăn, ai ngờ là Thúy. Sao? Toàn bộ số học dịch bao nhiêu vậy Thúy? Dẹp. Bộ muốn ăn tôi lấy hết trong nồi ra cho mà ăn, còn Thúy bụi này không bao giờ lấy tiền của bạn bè. Nhưng mình có rất nhiều tiền. Hả? Sao tiền này giống tiền giả vậy ta? Bạn cầm hết số tiền này đi, bác Tám đang cần đó. Không, nghe mình nói nào Quyên, tờ này là tiền giả.
màu xanh của nó nhạt hơn 50.000 thiệt. Bộ xem đi, tất cả đều giống nhau nhưng chỉ trừ màu sắc. Đi với mình, ra cửa hàng ở gần chợ Bến Thành, chỗ mình vừa mới mua đồ ở đó. Tờ 50.000 này họ vừa mới thối lại, còn lại toàn tiền 100 không hả? Vậy là thỏa chí tan bồng rồi nhắm mung. Chờ tao dọn đồ xong, mình lên đường giang hồ nghe. Đúng là tờ 50.000 này tôi vừa thối cho cô. Hai cô coi nè. Chết rồi, ba cọc tiền này toàn là tờ 50.000. Sao chỉ có tờ bên ngoài là tiền 50.000 thiệt? Trời ơi, tôi bị lừa rồi. Ai lừa cô? Một thằng cha mặt đầy son phấn, trên mặt có vết sẹo lớn. Hắn đến trước cô, hắn mua đồ đắt tiền lắm. Hắn nhìn tôi lơm lơm như muốn thôi miên. Tôi lũ lẫn mất rồi. Không đâu, vì cô bị hoa mắt thôi. Mấy tờ tiền giả nhìn đâu có khác gì tiền thật. Cô nên gọi cho công an, vì nếu để lâu sẽ mất hết dấu vết. Trời ơi, hắn dở ngoài kia kìa. Vậy là bé Mông Quy rồi. Nó kìa. Trời. Dạ, đây là giấy thiệu của đại quý Lý Thạch Sanh. Xin cho em gặp bệnh nhân Nguyễn Văn ạ. Ông Nguyễn Văn còn nằm trong phòng đặc biệt, hiện thời ông ta vẫn chưa tỉnh nên anh không thể gặp được. Tình trạng của ông ấy ra sao hả chị? Có qua khỏi không? Tôi không rõ, mỗi ngày đều có công an đến đây làm việc. Anh là gì của bệnh nhân? Dạ, cảm ơn chị. Chào thám tử. Đừng gọi em là thám tử, em về để kịp họp với bạn bè đây. Họp gì hả Sơn? Về vụ án Nguyễn Văn bị trúng đòn thiết sa trưởng, phần gáy anh ta tím bầm như bị quậy thư vậy. Anh biết chú mày có con mắt tinh như một tay nhà nghề. Chúng ta vẫn giữ nguyên dao kèo, thi đua bắt tội phạm nghe. Ừ. Tờ tiền này rất giống với tiền thật. Nếu xài vào buổi chiều hay đêm thì rất khó phát hiện ra. Tờ tiền giả này được ra lò từ một loại máy photocopy màu hiện đại nhất. Kẻ phóng phi đao vào cổ bé Mung cũng là kẻ bỏ lại ngọn phi đao vào đêm xảy ra vụ án. Mình cũng ngạc nhiên khi thấy bé Mung phát hiện ra hung thủ, cũng có nghĩa là tên đó có mặt vào đêm xảy ra án mạng. Hắn là đồng bọn của băng cướp taxi. Vậy là chúng ta đã đụng vào hung thủ. Ở chợ trời, tên chủ tiệm bán hột quẹt cũng tả y chang như tên mà Thúy nói. Bọn chúng có hai tên. Hai tên này đã xuất hiện ở nhà hàng Đèn Mờ mấy đêm trước. Chúng theo dõi tài xế Nguyễn Văn. Tôi nghi ngờ Nguyễn Văn vì làm tài xế cho Tony Lèo nên mới bị sát hại. Hai tên tội phạm bám theo Tony Lèo khoảng nửa tháng để nắm rõ tình hình đợi dịp ra tay. Võ nghệ của hai tên này đáng để quan tâm. Chúng có sở trường bắn phi đao và dùng đòn thiết sa trưởng. Mã tấu đâm vào bụng không thủng, bàn tay chúng cứng như sắt, giọng nói lơ lớ, không hiểu là người nước nào. Các bạn nghe đây, vụ án này lớn hơn chúng ta tưởng nhiều. Chúng ta biết được Tony Lèo trú ở xóm 10 căn với mục đích mua đất cùng kế hoạch lắp xong. Sau đó hắn đột nhiên mất tích. Chúng ta dự trù hắn bị bắt cóc khi đi taxi do Nguyễn Văn lái. Nguyễn Văn là ngoại phạm vì hắn làm tài xế cho Tony Lèo. Vậy Tony Lèo là ai mà hắn bị hai tên sát thủ đeo bám? Ba tôi và đại quý Sanh nói rằng hắn có ý định xây dựng một nhà in hiện đại ở gần khu đất sắp giải tỏa. Các bạn thấy giữa nhà in và tiền giả có dính dáng gì không? Mày đi sâu vào Tony Lèo quá rồi đó Sơn. Không có lý do gì mà chúng ta quên băng cướp taxi. Hai tên đó không thể là đồng đảng với Tony.
Bởi vì nếu là đồng đảng thì không được dẫm chân lên nhau, đúng không? Đúng. Ở đây chúng lại thanh toán nhau. Tại sao tên mặt thẹo lại xài tiền giả? Tiền ở đâu chúng có? Chắc chắn là của Tony Lèo. Khi phát hiện ra bủ mối của Tony, chúng quyết định khử hắn. Chúng ta có thành công hay không là do công trình đóng góp trí tuệ tập thể. Ta tạm kết luận Tony Lèo có âm mưu khi nhập cảnh vào nước ta. Cuộc họp đến đây kết thúc. Tôi đói bụng rồi. Nhà có gì ăn không Thúy? Bye bye mày nha Thầy Thiên. Đừng có làm tao xót xa nữa. Mày phải ở nhà, không theo tao được đâu. Tao thương mày lắm, Tề Thiên à. Tao quên ghế mày đây. Thằng Hoàng đâu? Nói với con Bụt còn ngủ thẳng cẳng. Nó mới mày mùng cho con Bụt á. Hoàng lại còn nhờ má tao mày thêm mấy bộ đồ ngụy trang cho con Bụt để khỏi bị chú ý. Sáng kiến là cái bộ hay vậy nghe. Chắc tao phải đặt má sáo mai cho con Thầy Thiên vài bộ. Thôi, tao vô thay đồ đi học đây. Tao sẽ cho mày biết một tin quan trọng. Mày thấy gì không? Mày định lì xì tiền cho tao làm lộ phí hả? Đồ mất lé. Nhìn kỹ đi Thạch, là tiền giả đó. Tối hôm qua, dì Năm bán bún riêu trả tiền đồ cho má tao bằng tờ tiền này. Hiện giờ dì Năm với má tao chưa biết, nhưng nó cũng xuất xứ từ lò của Tony Lèo. À ha. Màu xanh của nó lợt hơn. Y chang như tờ 50 thiệt vậy. Tao phải phá nát cái cổ máy in tiền thì mới hả dạ. Nhưng biết ở đâu mà phá. Sáng nay tao với Quyên đi học, mày với thằng Hoàng có nghĩa vụ truy lùng kẻ nào tung tờ tiền này. Hy vọng là từ lò của Tony Lèo, để tụi mình đỡ nhức đầu. Có lẽ tao phải hỏi dì bán bún riêu trước đã. Không được. Tờ tiền này trước khi đến tay dì Năm bún riêu đã qua tay khá nhiều người. Đừng để người lớn phải bức rứt vì lỡ xài tiền giả. Tao hiểu. Chúc mày đi học thượng lộ bình an. Tao bắt đầu sự nghiệp điều tra đây. Ủa, mày tìm ai ở đây à? Nói đi, tao chỉ cho. Cháu tìm ông già râu sòm bán hột quẹt ở bên kia. Hey, tưởng ai, thằng đó ở đây ai cũng biết. Dạo này nó phất lên nhờ phân phối độc quyền hột quẹt giúp bô ở trong chợ này đó. Ủa, chuyện gì vậy bác? Mẹ đó, thằng râu sòm chưa mở cửa dọn hàng mà có người đứng chầu chực kìa. Thằng BD đó là chiến hữu của tôi. Vậy hả? Tụi tôi nói chuyện đời, ông chủ đừng để ý nha. Té ra tụi mày cũng là dân mánh mung của đường dây hột quẹt đó hả? Được rồi, thôi ngồi chơi ha. Tao đi pha cà phê. Đại ca tìm anh râu sờm bán hột quẹt hả? Mời ly cà phê chơi. Nếu đại ca không tìm anh râu sờm thì em xin lỗi. Em cũng đến đây gặp anh râu để đổi cái Zippo 3 vạch thành 5 vạch. Hả? Model bây giờ toàn cho Zippo 5 vạch. Bằng tụi em mang tên Zippo ngũ trảo mà. Mày là ai? Mày dám xưng danh Zippo ngũ trảo? Đại ca tò mò thì em xin nói nhỏ. Em là băng cướp taxi màu trắng đây. Mày? Mày mà có gan ăn cướp? Tao cứ tưởng ở thành phố này chỉ có cặp sát thủ người Campuchia mới dám liều mạng cướp taxi chứ. Không dám, thưa đại ca. Băng của tụi em ai cũng võ nghệ cao cường hết. Xếp lớn của tụi em võ nghệ vô địch. Lại thêm tài thổi phi tiêu, bách phát bách trúng.
Xếp chỉ cần cầm ống thổi lên là phi tiêu ghim như đối phương dày như lông nhím. Mày xạo quá. Không tin thì tối nay đại ca đến công viên Hoàng Văn Thụ xem xếp tụi em biểu diễn tài bắn phi tiêu. Mấy giờ? Khoảng 9 giờ. Giờ đó công viên vắng lắm. Tao khoái mày đó lưỡi con à. Nè, mày cần tiền xài không? Tao cho mày làm kỷ niệm. Tưởng gì? Tiền giả hả? Tiền 50 ngàn giả em cũng có. Tụi em photo ra cả núi. Đại ca nhìn đi. Mẹ kiếp, tao bị tổ trác rồi. Và nhắn với sếp mày á, 9 giờ tối nay tao tới thử tài phi tiêu của hắn á. Thành tích săn tội phạm của tao bây giờ tiến xa hơn tụi bay rồi nha. Sao mày không hô lên cho công an bắt hắn hả Thạch? Không dám nữa. Sợ chưa kịp tri hô, hắn đã phóng phi đao vô miệng của tao rồi. Với lại nghề hầu quyền của tao sao bì lại với thiết xa trưởng của hắn. Hắn vỗ ngực nghe cọp cọp, chắc ngực hắn bằng sắt. Mày có sợ không sao? Tao chỉ ngạc nhiên là mày chinh phục được nó như là đồ chơi bỏ vô túi á. Tao là vua đối ngược mà. Tao cho nó vuốt ve chút là xong. Nó không nghi ngờ mà còn vui vẻ nữa. Đó là bản chất của kẻ đồng tính. Nó nghe mày dụ dỗ là nó mê cái thân hình ổng địa của mày đó thật. Nó sẽ bỏ tao khi gặp hai thằng bay. Tao sẽ thất tình tối nay. Nó mê hai thằng bay là cái chắc. Tao sẽ cho ba con thú tiếp đón bọn chúng. Tìm mày làm đạo diễn, tao sẽ ưu tiên cho mày rổ tay để lấy lòng Nguyên Tử Muội. Mày nghĩ thằng BD thứ hai có đến không? Thôi đi. Nếu Tony Lèo còn sống thì tên còn lại phải ở bên hắn để quản thúc. Có lý lắm. Tụi tao chưa được thưởng thức cái ống phi tiêu của mày, phải giật thử thôi. Ngồi đó làm gì? Lại còn tấm bia vô thân cây giùm tao đi. Tao mệt lắm mày kêu thằng Hoàng đi. Mày bị Thúy giận hả? Có muốn tao hòa giải cho không? Vậy là đại ca nhận lời thách đấu phi tiêu vì câu chuyện tề thiên của ông Thạch. Chứ sao? Tên đó làm sao thổi phi tiêu hay bằng mình? Lỡ như hắn đổi qua chiều ném phi tiêu thì sao? Thì cỡ ứng biến. Thạch, kéo tấm bìa lên cao hơn. Wow. Quán hoa đại ca, lấy điểm tuyệt vời trong 30 mét. 3 phi tiêu vòng 100, 1 phi tiêu vòng 50. Mày có thể hạ con ruồi cách mặt đất 6 mét. Coi như thắng thằng BD dư sức. Bây giờ tao bắn 10 nụ bông sứ để Thạch lấy điểm với em Thúy. Không lẽ hung thần BD lại xù độ? Một con người lỗi lạc với hắn cần phải giữ luật giang hồ mới đúng. Mọi người xin danh tánh đi. Tao muốn biết ai là sếp lớn. Đây là Sơn đại ca, Hoàng Lãng Tử, Nguyên Tiểu Muội, còn tôi Thạch Sau Đời. Tao biệt danh Marie Sẹo, đẻ bên tận Campuchia. Cha tao mẹ Việt sống bên tận nước Mỹ. Chào ông anh Marie, tôi nghe đồn ông anh có một đồng môn. Đúng vậy, tụi tao là cặp bài trùng quậy tưng bừng ở California. Tụi tao khoái nhà lá, ghét nhà lầu, thích làm giàu bằng túi tiền của người khác. Bạn hiền của tao cũng hay giống tao, nó tên là Linda Đớm. Ha 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 ha.
thế? Tao tới đây để coi tụi bay diễn hề hả? Yên tâm đi, mày xả tiễn trước đi. Nhìn gì? Quỷ tha ma bắt mày đi, 10 mũi đều trúng hồng tâm. Ông anh nếu thích so tài thì thổi thử xem. Sở trường của tao là phi đao chứ không phải bị tiêu. Ba đi sẹo không có vỏ gồng, nó mặc áo giáp nên mà tao chém không thủng. Còn gì lạ vậy? Thí sẽ dưỡng. Chết tôi rồi. Mày bị gì vậy? Chuột rút hả? Đây có phải là cha nội xài tiền giả không? Bộ hắn bị thầy sau đời hạ gục hả? Không phải mình, mà là Hoàng Lãng Tử đã lập chiến tích, nhưng khi vừa mới nhấc chân lên đã bị một con chuột chui vào ống quần, làm cho Hoàng Nhị Ca bị hạ đo dáng thê thảm. Con người thống trị thú dữ mà đi sợ thú hiền, đáng rồi. Hồi nãy Nhị Ca Hoàng bị một đoàn thiết xa trưởng mà không sao, bởi vì tên đó không biết thiết xa trưởng, hắn chỉ giỏi phi đao thôi. Cung phu đó là sở trường của Linda Đốm. Anh thấy khỏe chưa anh Văn? Dạ đỡ nhiều rồi bác sĩ. Chào anh. Chiếc taxi của tôi. Chúng tôi đang truy lùng bọn cướp để thu hồi xe cho anh. Tôi là đại úy Lý Thạch Sanh, tôi phụ trách vụ án này. Anh hãy kể lại những gì anh đã biết. Như thường lệ, trưa hôm đó tôi nhận được điện thoại của khách quen. Khách quen? Tôi không hiểu từ khách quen. À, người khách này thường gọi tôi khi ông ấy đến Sài Gòn du lịch. Tên ông ta là Tony Lèo, 45 tuổi, là nhà kinh doanh gì đó. Ông ta xài điện thoại Nokia và thuê nhà ở xóm 10 căn. Hôm đó Tony Lèo kêu tôi chạy đến miệt Hóc Môn. Ông ấy nói rằng ông muốn xây một nhà in tại đó, nhưng phải là nơi thật vắng vẻ để không gây ô nhiễm cho người chung quanh. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy xưởng in cách đường nhựa quá xa. Từ đường đất đỏ, chúng tôi chạy băng qua đồng trống. Dạ.
xưởng in của tôi sắp hoàn thành, có thể hoạt động với các loại máy tân tiến nhất thế giới. Ông Minh vậy cái gì? Các loại máy này có thể sao lại nguyên mẫu, mọi vật giống như đúc. Vậy máy có thể sao ra đô la được không? Một tên ảo thuật gia quốc tế như hắn thì có khó khăn gì trong việc làm giấy tờ giả, mộc giả? Có thể. Nhưng xưởng in của hắn sắp được công khai quá. Hắn có ý định xóa bỏ chục căn nhà gần sông để xây dựng thêm xưởng in. Đêm đó, sau khi chở Tony Lèo ăn nhậu ở quán đèn mờ của bà Quẹo, tôi chở hắn ra bờ sông hóng mát. Mày di tản qua đây làm ăn hả Tony Lèo? Là tụi bay cầm nữ quái. Chết tôi rồi. Chơi à. Đủ rồi, chúng ta bắt đầu làm việc. Dạ. Anh hãy thành thật khai báo mọi việc. Nếu khai gian, anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dạ, em và thằng Linh đã đốm là cặp bài trùng tung hoành ở California. Hai đứa tụi em, đứa nào cũng tinh tường võ nghệ. Sở thích của tụi em là thích ngủ ngoài sương, ngoài gió. Em biết Tony Lèo vì 5 năm trước khi em về Việt Nam chơi, hắn biết danh tiếng của tụi em nên tìm cách tiếp cận. Tony Lèo dùng nam nhân kế để dụ dỗ em. Hắn muốn tụi em là một phi vụ đặc biệt cho hắn. Tụi nó biết em khoái hộp quẹt nên bọn chúng tặng cho hai cái hộp quẹt Sippo có khắc năm vạch. Từ đó tụi em khoái xài món hàng này. Tony Lèo phái tụi em xâm nhập vào ngân hàng ký gửi các phát minh cơ khí điện tử của bang Cali để cướp cổ máy photocopy hiện đại nhất. Loại máy này có thể sao chép nhiều màu, đặc biệt là có thể in tiền giả thành tiền thật. Tụi em trở qua Mỹ bằng mọi cách, ăn cắp cổ máy đem về cho hắn. Nhưng sau khi giao hàng xong thì Tony Lèo cùng hai thằng kia đột ngột biến mất. Tụi em có tìm kiếm mấy năm trời thì mới hay hai thằng kia đã qua châu Phi lấy vợ, còn Tony Lèo đã chuyển cỗ máy đó qua Việt Nam. Tụi em lại trở qua Việt Nam tìm hắn. Vì không tiền nên tụi em thuê căn chòi ở xóm 10 căn gần chỗ Tony Lèo đợi dịp ra tay. Mọi chuyện sau đó tôi đã biết. Tony Lèo vẫn còn sống chứ? Dạ còn, hắn bị thương ở vai thôi. Cho tôi biết chỗ mà anh đang trốn. Lên đường được rồi anh em. Chết rồi, hai anh bị ma đi sẹo mê hoặc rồi. Chú mày tào lao quá. Mấy em chuẩn bị xong chưa? Dạ xong, dạ. Chỉ còn chờ lệnh của sếp thôi. Tất cả lên đường. Đến rồi. Đúng là chiếc taxi của Mỹ Giang rồi. Sao quyền của bọn chúng chắc gần đây thôi. Đi.
Nhóm anh Thông, qua bên phải. Dạ. Còn lại theo tôi. Quyên, lấy giùm mình mặt nạ đi. Trời đất, sao thế lại quá trang giờ này? Công an đang truy tìm Hồng Ngâm kìa. Đâu còn phải rút dao chém rồi. Con người có tâm tính đàn bà thường sợ ma. Mình sẽ giả ma cho Hoàng Sơn Thạch phục kích hắn. Tụi mình phối hợp nhé. Đây là những nắp hầm của bọn chúng. Các đồng chí tỏ ra bảo vệ các nắp còn lại. Tôi sẽ canh chừng ở đây. Dạ. Chà, giặt đến nhà đàn bà cũng đánh hả? Ghê quá. Nè, em nhớ lùi bọn chúng về phía tụi anh nha. Dạ. Nhớ cẩn thận nha. Mày phải cởi trói cho tao đỡ đau. Để như vậy tao chết sao? Im cái bỏ hối lẹo của mày lại đi. Tại mày mà hai thằng đệ tử của mày bỏ rơi tụi tao. Tao sẽ cho mày chết. Mày dụ dỗ tụi tao ăn cắp đồ cho mày, trong khi tụi tao bị truy nã, thì mày ở đây phè phỡn. Tao xử mày xong rồi sẽ đi châu Phi tìm hai thằng đệ tử của mày. Mày thả tao ra, tao hứa sẽ tìm cho hai đứa bay. Hai thằng khác mày đừng hứa lẹo nữa. Quý Lập Tràng, đừng nhắc tao, tao sợ lắm. Chạy theo hướng lỗ cho mày mau lên, con quỷ đó mới rượt tao nè. Mày hả Marie? Mày mới bị ba rượt hả? Chờ tao với Marie ơi. Buông ra. Dừng lại. Chuyện gì? Cô bé nhái giọng Maricel giỏi thiệt. Sao cô không dụ Linda đốm về hướng tụi anh mà dụ về hướng của bạn tụi em phục kích chứ? Tụi em năm đứa là một mà, phải cạnh tranh lành mạnh cho đáng mặt nhái. Đồ xạo sự. Sao con không ra ngoài chơi với lũ mèo hoang? Tụi nó đang đợi con đó. Không. Đừng khóc nữa con gái. Bà đã quyết định rồi. Bà đã quá tuổi để đạp xích lô, quá già để làm vướng bận con. Đã đến lúc bà phải tự mình xoay sở hậu vận. Không, bà không thể bỏ con một mình ở cái Sài Gòn lộn xộn này. Lá thư mà Hoàng đưa cho ba thật đáng ghét. Con chỉ muốn cho hắn một bài học. Ngay lập tức, ngay lập tức, ba hiểu chưa? Bà cấm con giận thằng Hoàng, đó là đứa tốt. Nhưng anh ta là đệ tử của Đinh Kheo. Mà Đinh Kheo đã làm cho cô Năm hát bội, phải chết trong hoàng tuổi cô như vậy đâu đó. Còn đã chưa hỏi tội ông già đó,
mà nay Đinh Kheo lại nổi những thầm chia lìa cho con mình. Sao con lại gọi là chia lìa? Không còn gì nữa để nghi ngờ. Đây là thơ của Đinh Kheo. Suốt 20 năm không gặp nhau, ba không ngờ hắn vẫn sử dụng phong bì ngày cũ. Nhưng con thù nội dung lá thư đến tuần xương tủy. Ninh khóc rồi hả con gái? Ba biết là con đã lén đọc rồi nổi giận. Ba vẫn thích đọc lại để chúng ta cùng phân tích. Tam sao cô nhân thần kinh, quả là trái đất tròn. Hôm vừa rồi tôi nhận được thư của Hoàng Lãng Tử gửi lên núi, mời hay cô nhân vẫn còn sống và khỏe mạnh. Chúng ta đã qua thời trai trẻ, phải không Tam sao? Thời mà tôi còn vương mùi tục lụy, còn cô nhân thì tung hoành ngang dọc với nghề cung phu danh bất hư truyền. Ngồi suy ngẫm lại mới thấy tuổi thanh xuân của mình thật quá phung phí. Cô nhân thì không nói làm gì, bởi bản thân cô nhân đã có con đường chính đạo. Còn riêng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm. Này Tam sao, những chỗ bị nhòe trên thư là nước mắt của tôi. Tôi đã khóc khi biết tin cô Năm hát bội vì thương tôi nên chọn nghiệp tu hành và chết trong tuổi hận. Tôi đã khóc khi Tam sao lên cô nhi viện ở ẩn, khi vợ con Tam sao chết trong nhà bão xanh. Tôi cũng đã khóc cho cái hư danh tù trưởng của một bộ lạc lớn mà không làm được một điều gì tốt cho cuộc đời. Thưa cô nhân, chúng ta là những võ sư may mắn học được cái chữ. Tôi quyết tâm sám hối và dành phần đời còn lại của mình ngồi bích diện như Đạt Ma Tổ Sư trên hương đông 3000 mét. Tôi muốn được thấy Tam sao trả lời chiếc xích lô cho Trần Giang và lên núi với tôi. Chúng ta sẽ trò chuyện cùng nhau như xưa, hiền sĩ thay võ sĩ. Tôi hằng chờ cô nhân từng giờ từng phút, chờ tin Tam sao. Người cũ Đinh Kheo. Đinh Kheo hắt hơi, nhớ tàu đó. Bà là chuyên gia mê tín dị đoan, còn thắc mắc chuyện này. Sao lão? Sao bác Đinh Kheo lại gọi bà là cố nhân 86? Ba cái giỡn mà. Hắn vẫn còn tính nó trẻ thơ như ngày nào. 86 tức là 86, lục là 6. Con gái hiểu chưa? Dạ. Vậy là con chấp nhận chuyện ba lên núi phải không? Bà bắt đầu thuyết phục được con rồi đó. Ngày kia ba sẽ nhờ thằng Hoàng dẫn đường lên núi nơi Đinh Kheo đang ẩn cư. Ba sẽ đi bằng xe đò và đi bộ. Sau đó thằng Hoàng sẽ trở về một mình. Con có ý kiến gì không? Con sẽ ra chợ bán mão 2 giỏ hộp vịt lộn cho đại lý, để sắm cho ba một số thứ cần thiết. Kìa Thúy, ba đã thuyết phục được con, và bây giờ đến lượt con thuyết phục ba. Chúng ta phải tôn trọng nhau. Cho em một ly nước mía. Ngồi đi. Chợ bữa nay đông quá, bọn cho em chỉ thế nào cũng thừa cơ giật chọc cho coi. Tụi nước ngoài đi chợ nhiều quá, mình sắp trúng mánh rồi. Tao chấm da mặt ngố, đầu đinh, đeo kính râm, dắt điện thoại di động ở lưng quần kìa. Tao chấm bà ngoại quốc, nói bà ta lựa dưa hấu thấy mắc cười quá. Còn tôi thiếu sữa xin bà bố thí. Làm ơn giúp đỡ đi cô. Phải can thiệp nhanh rồi mua sắm với bà sao? Chị ơi tính tiền. Du đô la. Ôi giật đó. Trả cái lát cho người ta. Không, mày tránh ra. Cái gì đây? Còn chưa chịu chạy hả? Lần này tôi tha cho đó, lần sau tái phạm tôi sẽ giao chị cho bảo vệ chợ, hiểu chưa? Được rồi.
rồi hả? Trời ơi lắm. Cảm ơn cô. Tôi là một đứa con lai, mắt tôi có màu nâu, tôi có phân nửa giống bà. Bà là người Pháp phải không? Vâng, tôi là Madame Hurry. Bà Hurry. Con cố Thúy, Lolita Thúy hay Thúy Lolita cũng được. Tôi có việc gấp phải đi, hẹn gặp lại bà. Chưa ơi, chẳng lẽ con bé là... Chị Thúy ủng hộ vé số lấy hơn nha. Mua cho em tờ báo nha. Báo này đàn tình hấp dẫn lắm. Mấy đứa ngồi xuống đi. Dạ. Dạo này mấy đứa còn ở khu máy ấm từ thiện Miệt Cộng Lãnh không? Ở đó xa quá. Hôm rồi em gặp anh Thạch Sầu Đời. Ảnh nói xóm chùa sắp khai trương một tổ sa mẹ của thầy tu nào đó. Chắc tụi em về đầu quân chỗ ảnh. Không thèm ở dưới trướng thầy Sầu Đời. Ủa sao vậy? Em nghe đồn anh Thạch kết mua đen chị Thúy mà. Dẹp đi, tụi em biết một mà không biết hai. Căn nhà của chị ở xóm đường này đang vắng vẻ đây. Thêm chị Thúy, cho tụi em ở với. Em nữa nghe chị. Ba Tám Lục sắp bỏ chị lên núi Mai Vương ở ẩn. Kể từ ngày mốt, chị có quyền mở cửa cho các em lập căn cứ tại nhà. Tụi em được làm bạn với mèo mung rồi, sướng quá. Tụi em sẽ ngủ với chị nha chị Thúy. Em nữa. Mình nuôi nhau mà chị Thúy. Đưa xếp vé số đây, chị mua cho một tờ. Còn em, đưa cho chị tờ báo. Chị chỉ còn đủ tiền để mua tờ báo em thôi. Không biết con nhỏ nào trùng tên với chị đăng báo nè. Nè, tiền của hai đứa nè. Dạ em cảm ơn chị. Giờ chị phải về nhà. Em cảm ơn chị. Thôi tụi mình đi bán đi tụi bay. Đi. Bên nhau trên phố vui rộn ràng. Ta như mây bay phiêu lãng nơi trần gian. Ta mơ như cánh chim đại bàng vươn đôi vai lên để bay giữa mênh mông. Ta không vô tư bao chuyện buồn, nâng đôi tay lên sang sẻ bao tình thương. Nơi ta đi qua xua hết bao muộn phiền. Quanh ta hôm nay cây lá xanh bình yên. Có đôi lúc mơ màng ta thấy như mình mang đôi cánh bay thật cao. Giữa nhẫn thêm muôn màu nước mắt vừa buồn ta luôn sát vai cùng nhau. Xua hết bao buồn đau. Trong đời cho trái tim mình thêm khôn lớn hơn bạn ơi. Giữa nhẫn thay u sầu đêm với một màu tim ta sáng soi đường đi. Xin hãy quên sầu đi. Khi ta đi qua bao trái ngang cuộc đời, ta thêm yêu hơn bao phút vui ngày nay. Mai đây quên ta đôi mắt hay nụ cười. Xin mang cơn mơ phiêu lãng trong cuộc đời. Đôi lúc mơ màng ta thấy như mình mang đôi cánh bay thật cao. Giữa nhìn thấy một màu nước mắt vui buồn ta luôn sát vai cùng nhau. Xua hết bao buồn đau. Những mưa nắng trong đời cho trái tim mình thêm khôn lớn hơn bạn ơi. Giữa nhìn thấy u sầu đêm tới một màu tim ta sáng soi đường đi. Xin hãy quên sầu đi. Khi ta đi qua bao trái ngang cuộc đời, ta thêm yêu hơn bao phút vui ngày nay. Mai đây quên ta đôi mắt hay nụ cười. Xin mang cơn mơ thư lang trong cuộc đời.